của lịch sử tại khoản 1, điểm B khoản 2 điều 31 của lịch sử quy định. 1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại điều 322 của luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại điều 322 của luật này chưa được xóa tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2, phạm tội thuộc một trong các trường sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Tiền hoặc hiện vật dùng vào việc đánh bạc trị giá từ 50 triệu đồng trở lên tại điểm B khoản 2 điều 32 của luật hình sự quy định. Phạm tội thuộc một trong các trường sau đây thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm. Điểm B, thu lời bất chính từ 50 triệu đồng trở lên liên quan trong vụ án này còn có. Đối với liên quan trong vụ này theo lời khai. Cả nhà nhé, mong anh em đừng có ai điện tôi nhé, để cho cả nhà nghe nhé, cả nhà nhé. Đối với người chơi lô đề với Quang là Mai Phi Phúc, Đỗ Duy Tân, Quang không nhớ. Đừng ai điện nhé. Mai Phi Phúc và Đỗ Duy Tân, ngoài ra thì Quang không nhớ tên tuổi địa chỉ của người ghi số lô số đề với Quang. Vì vậy, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xác minh. Khi nào làm rõ sẽ đề nghị xử lý sau. Đối với những ngày bị can Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý, Nguyễn Trọng Công đánh bạc với cá, nhưng số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng, Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với An, Quý, Công là phù hợp quy định pháp luật. Các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị can. Về tình tiết tăng nặng, bị can cáo về chung tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tái phạm theo điểm H khoản 1 điều 52 của luật hình sự. Các bị can cá Quang, Ngô, An, Quý, Công phải chung tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội hai lần trở lên theo điểm G khoản 1 điều 52 của luật hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị can Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý, Nguyễn Trọng Công phạm tội lần đầu được trường hợp ít nghiêm trọng được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm Y khoản 1 điều 51 của luật hình sự. Bị can Nguyễn Trọng Công cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 của luật hình sự. Ông Nguyễn Văn Quý, anh like cho nhà em cả nhà xem. Bị can Quang được hưởng tăng thưởng huân huy chương lên. Bị can được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 điều 51 của luật hình sự. Và bị can Quang đã tự nguyện nộp số tiền 60 triệu đồng để đảm bảo thi hành án, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 luật hình sự. Các bị can đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm F khoản 1 điều 51 luật hình sự. Vì các căn cứ trên, quyết định truy tố ra trước tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn tỉnh Quảng Ninh để xét xử đối với các bị can Ngô Bảo Thắng, Nguyễn Hữu Hội về tội đánh bạc theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 321 luật hình sự, về tội tổ chức đánh bạc theo điểm B khoản 2 điều 32 luật hình sự. Đối với bị can Nguyễn Văn Quang về tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 32 của luật sự. Đối với Ngô Lương An, Trịnh Hữu Quý, Nguyễn Trọng Công về tội đánh bạc quy định tại điều tại khoản 1 điều 321 luật sự. Kèm theo cáo trạng là hồ sơ vụ án ký thay viện trưởng, phó viện trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đã ký. Tôi đã công bố xong bản cáo trạng đề nghị xét xử tiếp tục. Công bố xong đấy, cả nhà chia sẻ đây là mạnh nào. Các bị cáo đang nghe rõ nội dung bản cáo trạng. Cả nhà chia sẻ mạnh đi. Công bố xong rồi nhá, chuẩn bị nghe này. Nội dung bản cáo trạng vị đại diện viện sát công bố với bản cáo trạng chia sẻ mạnh hơn nữa đi. Có gì khác nhau không? Không có gì khác nhau. Đi chia sẻ mạnh nhá, để nghe này. Hành vi phạm tội của các bị cáo được mô tả trong bản cáo trạng có đúng như vậy không? Khá. Rồi. Bị cáo Khá đứng vào bục khai, cho các bị cáo khác ngồi xuống. Khá khai rõ cho hội đồng xét xử biết. Với cái chia sẻ đi, bắt đầu khá nói nhá cả nhà nhá. Có gì sai không? Không có gì sai. Không có gì sai đúng không? Vâng. Ngoài nghề thợ mộc ra bị cáo còn làm nghề gì khác không? Dạ không ạ. Không làm gì khác? Vâng. Chỉ thợ mộc thôi à? Vâng. Có nhận đồ về làm không? Có một thời gian nhận đồ về làm còn không phải bên nhà chị làm. Không thì đi làm thuê đi. Vâng. Thế từ khi nào thì bị cáo bắt đầu mở ra cái đoạn này số lô số đề với người chơi? Trước ngày bị bắt được khoảng hơn một tháng này. Bắt đầu cụ thể từ khoảng tháng mấy? Đầu tháng 2, cuối tháng 1, đầu tháng 2. Theo những các tài liệu trong hồ sơ thì thể hiện từ ngày 10 tháng 1 năm 2019 thì bắt đầu có việc đánh số lô số đề đúng không? Vâng. Để thực hiện cái này thì cáo căn cứ ở đâu để đánh số lô số đề? Căn cứ vào TV nó cả, nó quay sổ số. Căn cứ vào kết quả sổ số được phát sóng trên TV đúng không? Vâng. Của kênh truyền hình gì? Cháu không biết ạ. Không biết. Rất là bị cáo và hội đồng xét xử nghe chưa? Hoặc đưa tòa. Chia sẻ mạnh lên.
cái ấn định cái thời gian để mua số lô số đề thì từ thời gian nào đến thời gian nào thì kết thúc trong một ngày? Các bị cáo kia cứ đánh như bị cáo lúc nào thì bị cáo nhận được từ thời gian nào? Từ khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ chiều. Đúng, 17 đúng giờ, 15 giờ. Là từ 17 18 giờ chiều đến 17 18 giờ. Đến bao giờ thì kết thúc việc? Bao nhiêu người đang nghe tôi cảm thấy. Vâng. Bị cáo bắt đầu nhận những ai mà đánh thì là bắt đầu nhận từ sáng. Vâng, vâng. Đến, đến khoảng 18 vâng, vâng, giờ chiều là không nhận được. Cho cả nhà khoảng 18 giờ chiều. Ông người đây mới chục nghìn người. Nữa, đúng không? Vâng. Thì đến bao giờ thì có kết quả sổ số? 18 giờ 30. 18 giờ 30 thì có kết quả sổ số. Do vậy là trước khi lúc có kết quả sổ số. Vâng. Là 18 giờ đến 18 giờ 15 thì sẽ không nhận. Cái việc ai báo muốn mua số lô số đề cũng không nhận được, đúng không? Dạ đúng rồi. Để thực hiện những việc này thì bị cáo có nhờ ai giúp bị cáo không? Bị cáo có nhờ anh Hội ở gần nhà vào chép hộ. Giữa bị cáo với Hội có quan hệ thế nào? Anh em trong làng gần nhà nhau thôi ạ. Cùng trong thôn Phúc Tinh đúng không? Vâng. Xã Tam Sơn và gần nhà nhau đúng không? Khi bị cáo nhờ Hội đến thì bị cáo có nói rõ với Hội rằng đến để cộng trừ hộ tổng hợp lại những cái bảng cấp lô đề hàng ngày không? Đã có ạ. Có hứa hẹn là trả tiền công cho Hội là bao nhiêu không? Lúc nói chuyện thì có nói giả là 300.000 nhưng mà bị cáo không trả đồng nào. Hai bên có thỏa thuận với nhau là mỗi một ngày khi Hội đến để cộng lại cái cấp lô đề cho bị cáo đúng không? Vâng. Thì bị cáo trả Hội 300.000. Vâng. Bị cáo đã trả được cho Hội đồng nào chưa? Có lúc được thì anh em đi ăn uống thôi, nên là anh Hội cũng chỉ đến được mấy hôm thôi. Hội giúp bị cáo bao nhiêu ngày? Bị cáo cũng không nhớ nữa. Không nhớ không, không, hôm anh Hội đi đá bóng thì không đến nữa. Ngày nào cũng đến à? Hay là... Không có gì. Gọi là một tuần đến 6 hôm. Hình thức giúp của Hội là thế nào? Đến xem tin nhắn cho bị cáo rồi viết ra tờ giấy cho bị cáo. Vậy là tất cả những người chơi lô, mua số lô, số đề đối với gửi vào cái Zalo của bị cáo đúng không? Vâng. Gửi vào Zalo hay là trực tiếp đến? Gửi vào Zalo ạ. Gửi vào Zalo. Link lên Zalo của bị cáo là thế nào? Là khá bảnh ạ. Khá bảnh. Ai muốn mua số lô, số đề đều gửi vào đấy ạ? À? Hay là chỉ có người quen thì bị cáo mới nhận? Chỉ có mấy người này thôi mà không nhận của ai ạ? Chỉ nhận của trong số những người đang ngồi tại đây đúng không? Vâng. Có Hội này, An này, Quý này, với này Công này, đúng không? Vâng. Còn Quang là do bị cáo, quan hệ với bị cáo thế nào? Anh em chơi quen biết nhau ạ. Chơi quen biết nhau ạ? Vâng. Thì đối với Hội thì sau khi các người chơi cũng như Quang gửi tất cả những cái số tiền mua lô, mua đề, đúng không? Vâng. Các con số cụ thể và số tiền gửi vào Zalo cho bị cáo. Rất nhiều người nhận thành với cái nickname là khá bảnh. Phải không? Bị cáo dùng cái số máy điện thoại nào trong cái nickname này? 0911222229 đấy. 0911222229 đúng không? Và trong cái sau khi mọi người gửi vào tài khoản Zalo của bị cáo, vâng, đúng không? Thì bị cáo đưa cái Zalo tài khoản Zalo này cho Hội để Hội tổng hợp ạ? Vâng. Hội sẽ cộng trừ đúng không? Vâng. Liệt kê ra những cái xem ngày hôm đó có bao nhiêu tiền người ta tham gia đánh đề đúng không? Đúng rồi. Bao nhiêu số? Vâng. Tổng cộng bao nhiêu tiền? Vâng. Sau đó thì sau khi có kết quả xong thì làm gì? Cũng lại thống kê danh sách là những người trúng à? Những người trúng, những người chưa này. Để bù trừ đi cái khoản thu vào và khoản phải trả lại người ta. Vâng, vâng ạ. Có đúng vậy không? Đúng rồi. Đấy là nhiệm vụ của Hội. Là như vậy. Vâng. Và trực tiếp giữa Hội với lại bị cáo là thống nhất là làm Hội chỉ làm nhiệm vụ như thế thôi chứ. Dạ vâng. Còn tiền trực tiếp được nhận và trả tiền là do bị cáo nhận và bị cáo trả. Vâng. Hội có liên quan đến việc trả tiền này không? Có liên quan việc nhận tiền và trả tiền không hay là chỉ thông báo lại cho bị cáo biết thôi? Thông báo. Chỉ thông báo thôi đúng không? Ngoài cái nhà thông cảm nha, có người gọi. Ai mà nhờ anh Hội đánh lô hộ cho bị cáo thì anh Hội đánh được. Có nghĩa là từ số máy của Hội. Vâng ạ.
chuyển sang đúng không? Vâng, theo anh nội thì là khách này nhá. Tôi tuyển được điện nhá nhá. Có thắng biết không nghe máy cả nhà Dương Minh Tuyền nó điện suốt nhá, cả nhà cứ ngồi chờ đi, em mới điện mình tắt mãi, em còn cố điện mãi thì có đúng như vậy không, chắc là có việc gì nhưng mà đang quay cho cả nhà, em Tuyền thông cảm nhá, đúng điện thôi. Vâng, đã có bản tổng hợp rồi và trong đối chiếu thì chúng ta được đối chất cụ thể rồi. Phải em Tuyền thông cảm, đừng đừng điện nữa cho cả nhà, đang quay cho cả nhà. Có được đối chất về cái số tiền đánh bạc hay không? Dạ có, ngồi để hai bên. Cả nhà ai biết số em Tuyền bảo là đang quay cho cả nhà đây, điện cho em Tuyền và thông cảm nhá, để đang quay cho cả nhà xem nhá. Rồi. Ngoài cái việc gì mà thuê hội như vậy, ta phải nói đây là thuê đúng không? Không, hội làm công tác tổng hợp các vấn đề.